vừa ăn cơm xong em ạ. Thôi mở tivi xem phát em ạ. Ai à, quả tivi này hiện đại thế nhỉ, em nhìn phát là biết tivi này nó là cái con gì rồi đây đúng không anh ạ. Ngày hôm nay là hiện tại là mình đang có mặt ở trên TTC với số 4 là 49, thì chờ anh em tí thôi. Ngày hôm nay thì vào gọi là anh em thấy một chiếc tivi của mình có thể gọi là vào mình vụt bắt quả cầu gọi là cực kỳ nó ok, thì ngày hôm nay mình sẽ vào mình triển khai của mình bắt con cầu này ở trên con tivi này em nhé. Đấy, một tivi khá là to thì gọi là led như Sony luôn anh em ạ. Đấy thì đây ngày mai thì bắt cầu trên Sony em nhé. Đấy, bắt quả cầu trên Sony thì anh em phải hiểu được cái độ sắc nét nó như thế nào rồi đấy. Thì ngày mai thì mình sẽ vào mình triển khai và mình bắt một con cầu là M15 này. Ok chưa? Đó. Thì ở đây thì mình cũng sẽ vào mình triển khai và mình bắt cho anh em xem quả cầu này. Ở đây thì hiện tại là xem nào. Ở đây thì có quả cầu gì đây? Con này thì mình sẽ nghiên cứu qua một chút về cầu nhá. Ở đây thì mình có là cầu xem nào. Con này thì đang là chạy là cầu 22 này, con này chạy 22 thì mình sẽ bắt thử quả gì ạ? Bắt thử quả tài đi. Được chưa? Con này thì mình sẽ làm là 10M đi, 10M9 nhá, 10M9 con đầu tiên. Đó, mình sẽ đi thử con này xem có đúng là tài hay không ạ. Đó. Thì nhìn chung ấy thì cái cầu này thì mình sẽ đánh gọi là làm sao cho gọi là ok chuẩn chỉnh nhất có thể thôi. Đó. Thì ở đây thì gọi là anh em thấy đấy. Đánh tài xỉu trên điện thoại, trên máy tính quá bình thường rồi. Ngày hôm nay mình triển khai mà mình bắt cầu luôn ở trên tivi cho anh em xem nhé. Đấy, nhiều anh em mình chắc là chưa biết đến là gọi là bắt trên tivi như nào đâu. Anh em còn gọi là chắc là còn chưa biết là tivi này có thể bắt được tài xỉu không. Rồi mình sẽ lặn anh em xem này. Ui rồi, ui giời ơi, lặn kia 531 anh em ơi, đây là gãy xỉu mất rồi. Không sai mà gãy xỉu thì mình lại nghiên cứu mình đánh lại thôi. Nói chung thì bắt cái cầu ở trên tivi thì cũng gọi là xem mình nó sẽ to hơn, nhìn cầu nó có vẻ là chuẩn chỉ hơn. Này thì tiếp tục mình sẽ lại mở cầu lên mình xem nhé. Đó, cầu này thì lại mở lên này. Ở đây thì đang chạy là cầu là 21 à. 219 thì con này mình sẽ tiếp tục nhá. Con này thì ở đây mình sẽ theo quả cầu là gì ạ? Mình sẽ vào mình theo quả 11 được chưa? Đó, bắt quả 11 cho anh em xem. Thì con này mình sẽ tiếp tục là vào quả là 20m5 đi. Tự tin một tiếng tài em nhé. Nói chung thì bắt trên tivi thì mình gọi là những cái cầu mà gọi là cực kỳ kết như này rồi thì mình cứ mạnh dạn và vào mình bắt cầu thôi. Ok chưa? Thì giờ mình sẽ xem thử con này nhá. Xem có chuẩn là gì ạ? Có chuẩn là tài hay không? Con này mà ra được là tài luôn thì cũng khá là ngon. Con này thì đang chạy 1-1 thôi, bảo là dẫy thì nghe chừng là cũng hơi lạ nên mình sẽ xem thử con này xem có chuẩn là tài hay không nhá. Một con gọi là chuyện tự tin này. 6 này. Trượt đi. Trượt hộ đúng không ạ? 661 húp luôn con tài anh em nhá. Đấy, thấy chưa? Bắt cầu trên tivi đây. Đọc cho mình nhá. Sony. Được chưa? Nó gọi là nét như Sony này có thật anh em ơi. Ok này, tiếp tục thì mình sẽ mở cầu lên này. Bắt đầu rồi. Đây, mở cầu lên này. Con này thì đang chạy là cầu 111 này, đang có 11 thì không biết là con này nên theo 21 hay là theo cái gì đây. Thôi thôi, con này mình cứ theo nhẹ 11 nhá. Đó, theo nhẹ 11 đi thì mình con này thì mình sẽ làm nhẹ con xỉu này. 1 mét này. Đôi 1 mét này. 7 cho 1 mét thôi đi, đi 1 mét nhá, đi 1 mét đi. Ok, mình sẽ vào 1 mét trước đi. Hay làm thêm nhỉ? Thôi, thêm con nữa đi, thêm tí nữa đi em ơi. Đó, thêm tí nữa đi. Đâu rồi, đây. Thêm khoảng 1 mét nữa là 2 mét nhá. Ok, mình sẽ vào con này là 2 mét xỉu. Để xem là tình hình cầu kèo nó chạy như nào. Con này mà ra được là xỉu luôn thì cũng khá là ngon. Nhìn chung thì cầu kèo như này thì mình thấy là rất là ok các bạn. Đó, thì giờ mình sẽ xem thử con này nhá. Nào, lặn phát này. 2 này. Ok em ơi, 5231 chính xác là con xỉu chưa? Hiện tại mình lên được 55m650 rồi, ngày mai mình đang lên được 15m em nhé. Có mình sẽ đi thêm 1-2 tay nữa thì mình cũng sẽ nghỉ luôn anh em ạ. Chị cũng không tham nhiều làm gì. Rồi, tiếp tục mở cầu anh xem này. Con này thì ở đây có 11 này, 9, 13 và 8. 11, 9, 13 và 8 thì con này mình cứ khả năng là cứ theo tiếp 1-1 nhé. Ok, tắt cái cầu đi cả. Con này theo tiếp 1-1 là mình sẽ vào con tài này. Mình sẽ đi là 1 mét đây. 1 mét 650. 6 này. 6 7 đi cho đi 17 nhá. Bấm khó quá các ạ. Được cái bấm cái tivi thì nó gọi là thì gọi nó không được nhạy lắm. Bằng khi mà mình chơi trên máy tính hay trên điện thoại đúng không? Nói chung là bấm thì nó cũng hơi delay một tí, nhưng mà thôi, tóm lại là bắt trên Sony thì nó gọi là cực nét anh em nhá. Nên anh em có thể gọi là nghiên cứu qua được chưa? Anh muốn chơi thì có thể tham khảo thử. Thì đây là mẫu tivi mình thấy là cũng khá là hot đấy. Rồi, giờ mình xem thử con này nhé.
4 này. Nào, có phải hạn nữa không nhá? 4 6 ra 3, phúp luôn cho mình nhá. Khá là ngon. Đó, tiếp tục này thì mình sẽ đi thêm một tay nữa đi, một tay gọi là tay chốt nhá, để xem là ngày hôm nay thì lên được 60 mét hay không. Ok, thì tiếp tục mình sẽ lại mở cầu mình xem này. Đấy, tiếp tục lại mở cầu ra xem thì con này ở đây đang chạy là 2 4 6 5. À 2 4 5 tay. 5 tay con này mình sẽ bẻ một tài nhá, bẻ con tài. Con này mình sẽ làm con tài này. Bẻ thử một con là 3 mét đi, được chưa? Đi một con là 3 mét tài. Ok, nếu con này ra tài luôn thì mình cũng sẽ nghỉ các bạn. Đấy, nói chung thì con này thì cực kỳ là ok các bạn. Đấy, anh em thích thì nghe tiếng này, mình sẽ cho anh em nghe tiếng nhé. Đây, mở tiếng lên cho anh em nghe. Ok chưa? Đó, nói chung thì con này thì đa phần thì cũng có tiếng thôi. Đấy. Đó, tiếng gọi là cực kỳ ok thì mình sẽ thử khoảng làm khoảng lặn đi. Cố gắng hút con này để nghe tiếng cộng tiền cho nó gọi là thích nghe cho gọi là đá tai. Ok chưa nào? Thì giờ mình sẽ xem là ba mở tài thế này nào. Đá tai này, 5 4 này. Ok chưa? 4 4 3 húp chuẩn con tài 11. Hiện tại mình lên được 6 mét thì mình cũng sẽ nghỉ luôn. Đấy, thế nào mà gọi là thấy cái quả TV này nó có hữu ích không? Làm phát độ nhẹ 20m đúng không? Đó. Tiếng tiếc là cực kỳ là ok cho anh em. Bây giờ thì mình cũng sẽ nghỉ luôn. Bye bye anh em nhé. Kết thúc video thì đấy, anh em cũng biết là anh em khi mà anh em xem clip của mình, anh em cũng biết là kênh của mình thì chuyên làm clip về con iWin đúng không ạ? Chia sẻ những cái cách chơi, phương pháp chơi con iWin một cách cực kỳ chuẩn xác từ kinh nghiệm của bản thân mình, nên là anh em có thể tham khảo cho. Và chúc anh em mà chơi con iWin này là luôn luôn là thắng lớn anh em nhé. Và anh em nhớ like video cũng như là đăng ký kênh ủng hộ mình. Bye bye anh em.